Hello. Xin chào các bạn, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lulu Live Vlogs. Và bây giờ là mình mới mới gội đầu xong ha. Thì đây là cái series mà mình sẽ duỗi tóc và duỗi thật nha các bạn, chứ không phải là duỗi giả nha. Và mình duỗi là tự mình duỗi ha. Thì hồi nãy những cái video trước đó là mình đã giới thiệu sản phẩm rồi, mình đã trát thuốc. Và cái video này thì mình sẽ bắt đầu là duỗi tóc nha các bạn ha. Duỗi tóc, ok. Và khi mà các bạn đã như là mình đã gội đầu, mình đã xả sạch mấy cái thuốc rồi đó, thì đó, bây giờ các bạn xem là tóc mình nó còn đang ướt đúng không? Thì nó cũng gần khô, ở đây nó gần khô rồi. Thì bây giờ nó như thế này thì mình có thể là duỗi được rồi, miễn sao là nó bây giờ nó gần khô và nó không có nước nữa đó. Đó, thì bây giờ thì các bạn sẽ duỗi nha, mình sẽ bắt đầu duỗi nha. Rồi thì duỗi thì các bạn cần phải có bao tay, ok, và đợi mình nha, quên lấy bao tay rồi. Rồi mình trở lại rồi các bạn, thì mình sẽ có một cái bao tay. Thì bao tay nào cho nó dày đây, tại vì khi mình duỗi, đây mình đã cắm điện rồi ha. Khi mình duỗi là rất là nóng cho nên mình cần phải có bao tay men vô đó, phải có bao tay men vô ha. Rồi thôi, đó là cái gì ta, khẩu trang nha, khẩu trang mang vô ha, khẩu trang nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu là chia tóc ra các bạn, vì là tóc nó ướt như thế này rồi, mình phải để có khăn rồi mình kia che lại nha, chứ để nó sẽ rất là nóng. Rồi cái máy này mình sẽ bắt là cỡ là 190 nè, 190 hoặc là 210 ha, đó là tùy theo cái tóc của bạn mạnh hay khỏe, mạnh hay yếu ha. Nếu mà tóc bạn mà nó yếu thì các bạn có thể sử dụng là cái nhiệt độ thấp hơn một xíu ha. Rồi ok, thì khi mà mình gọi xong á, tại vì khi mà xức thuốc các bạn, thì khi mình gọi xong thì mình cảm giác là tóc mình nó dày hơn, y như cọng tóc nó sẽ nở ra các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chia tóc, chia tóc ra và kẹp gọn gàng lại ha. Đó, mình sẽ bịt khẩu trang vô nha, tại vì nó cũng rất là hôi. Thì bây giờ mình sẽ chia ra làm hai tóc, ha. Rồi sau đó mình sẽ chia ra, dùng cái kẹp dịch để mình chia ra nha, chia ra cái phần đuôi. Chia gì đó khó các bạn chia ở đây xuống nha. Đó, bạn chia cái này ha. Rồi bên đây cũng chia như vậy luôn. Như vậy luôn ha. Rồi cái phần sau mình nữa, bắt đầu chia nè, sau mình nướng rồi chia ra làm hai nè. Chia ra rồi mình sẽ kẹp gọn cái phần này lên nha, kẹp gọn phần này lên. Ok, rồi cái phần này mình sẽ lấy cũng không, mình cột lại nha các bạn, cột lại ha. Để một xíu mình sẽ lấy cũng không cột lại đây.
xong rồi bột lại cái phần này trước cho nó gọn gàng. Bên này cũng vậy luôn, bột lại ha.